thứ tư trong tuần bát nhật phục sinh tin mừng theo thánh luca có hai người đi về làng em mau đang lúc họ trò chuyện thì đức giê xu đến và cùng đi với họ nhưng họ không nhận ra người người hỏi họ canh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ông leopard trả lời chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại jerusalem mà không biết chuyện gì xảy ra trong thành mấy bữa nay Đức giê -xu hỏi: chuyện gì vậy? Họ thưa: chuyện ông giê Nazareth, -gi người là ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm, cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và tù lãnh đã nộp người để người bị án tử hình. Có mấy người đàn bà ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người, về nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống vài người trong chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà nói, còn chính người thì họ không thấy. Đức Giêsu nói với hai ông, lòng trí can thật chậm tin vào lời các ngôn sứ. Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao. Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn. Họ này ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã dễ chiều và ngày sắp tàn. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ mở ra và nhận ra người. Nhưng người lại biến mất. Họ bảo nhau dọc đường khi người nói chuyện và giải thích thánh kinh cho chúng ta. Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao. Bây giờ họ trở về Jerusalem, gặp nhóm 11. Những người này bảo hai ông, chú chỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bè bắn. Kính thưa Cộng đoàn Sau biến cố Đức Giêsu bị đóng đinh, chịu chết trên thập giá, và được mai táng trong mồ thì hai môn đệ trở về làng quê em mau với tâm hồn thất vọng và niềm tin bị thử thách nặng nề trên đường đi đức giê xu nghĩ ra trong dung mạo người hành khách ngài đồng hành và giải thích thánh kinh cho các ông khiến nỗi đau của các ông được dịu đi và lòng trí các ông như ấm lại khi đồng bàn với các ông người cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho các ông. Bấy giờ các ông mới nhận ra Đức Giêsu đã phục sinh. Các ông trở lại Jerusalem, gặp các tông đồ và làm chứng cho tin mừng phục sinh. Thưa cộng đoàn, để củng cố đức tin của người môn đệ, ngày nay Giáo hội mời gọi chúng ta đến với thánh kinh, thánh thể và cộng đoàn sống đức tin trước hết lời chúa lời chúa là của anh không thể thiếu để nuôi dưỡng đời sống đức tin cho người tín hữu tâm hồn của hai người môn đệ trên đường đi về làng em mau đã bừng cháy lên khi các ông nghe chính đức Giêsu đồng hành và giải thích thánh kinh cho các ông hằng ngày mỗi người tín hữu cũng phải để ngọn lửa lời chúa bừng cháy và chiếu sáng mãi trong tâm hồn chúng ta. Thứ đến Thánh thể Thánh thể cũng là của anh Nuôi dưỡng đời sống đức tin của người tín hiểu Là lẽ sống Và kho tàng đức tin của giáo hội Hơn nữa Bí tích thánh thể Hoàn tất điều mà lời Chúa khơi dậy trong tâm hồn con người Hầu con người được sống Và sống dồi dào Trong bình an Và trong tình yêu của Thiên Chúa Sau cùng đức tin của người tín hữu được nuôi dưỡng bởi lời chúa và thánh thể đức tin đó không thể dừng lại hoặc giới hạn nơi cá nhân mỗi người nhưng phải tuôn chảy đến muôn người nói cách khác đức tin không bao giờ chỉ là đức tin riêng rẽ nhưng là đức tin trong cộng đoàn do vậy người tín hữu tuyên xưng tôi tin đồng thời cũng là chúng tôi tin đức tin của tôi được nâng đỡ và củng cố nhờ đức tin của cộng đoàn hơn nữa tôi cũng phải góp phần làm cho đức tin của cộng đoàn được phong phú và vững mạnh